Cháu là chú ạ. Chú ơi, chú cho chú có thể giới thiệu cho cháu biết là chú họ tên tuổi của chú là gì, năm nay chú bao nhiêu tuổi, chú đang làm nghề gì và chú sống ở đâu được không ạ? Chú hôm nay là chú 67 tuổi, chú tên là Lê Sĩ Hải, nay chú đã nghỉ hưu. Đấy, thì hiện nay chú đang ở rừng Trần Cát Chân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. À, dạ vâng. Đây ạ, đây là hình ảnh của chú trước khi Đúng rồi. Dạ vâng. Chú ơi, cháu hỏi là với tình trạng răng như thế này thì chú đã gặp những khó khăn gì trong ăn uống cũng như là việc giao tiếp của chú hàng ngày hả chú? Nói chung là khi mà nó bị mất một bên răng này thì từ lâu rồi. Đấy. Thế bà cũng làm cái cầu dài, nhưng mà sau nói chung là nó cũng không thuận tiện trong cái việc sử dụng. Thế cho nên là việc ăn uống thì hầu như là cũng chỉ sử dụng được một bên. Cái thứ hai nữa, trong giao tiếp nói chung là nó cũng sẽ có ảnh hưởng nhiều. Mỗi lần mình nói hoặc là mình cười thì nói chung nó cũng có cái nó không được tự nhiên lắm. Dạ vâng. Chú ơi, chú cho cháu hỏi thêm là tại sao chú lại biết đến nha khoa Singapore bên cháu ạ? Nói chung đây thì một cũng là cũng qua một ở trên thông tin trên trên mạng. Thứ hai nữa là cũng tìm hiểu qua một số coi như là người mà cũng đã được coi như là thông qua cái trung tâm của mình Dạ đã vâng. làm, thì chúng có số điện thoại, chúng gọi điện cho hỏi trao đổi, thì chúng thấy cũng tin tưởng và cũng cũng rất muốn là đến đây để coi như là làm. Dạ vâng. Dạ, khi chú đến nha khoa Singapore bên cháu thì chú có đánh giá thế nào về cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị ở bên cháu hả chú? Nói chung là cái cảm nhận đầu tiên là đây là chú thấy là có một là sự tiếp đón của trung tâm. Cái thứ hai nữa là với cái cơ sở vật chất đây thì chú thấy cũng rất hài lòng và chúng rất là tin tưởng để mà mình coi như đến để mà nhờ coi như các bác sĩ cũng như là mọi người ở trung tâm giúp chú để coi như là cấy sửa cái răng làm sao để trở lại bình thường Dạ cho vâng. chú. Vâng, con cảm ơn chú đã chia sẻ với con. Con chúc của chú là có một ca cắm implant thành công ạ. Con Chú cảm ơn cũng chú. xin cảm ơn trung tâm. Dạ vâng. Vâng.